cũng ghế như giúp đâu mà. Cha nói chứ dạ, mẹ nói chứ dạ, không bao giờ cãi. Rồi bác cứ từ từ rồi đó, đi tới đường này bác.
Đà Lạt núi rừng thâm xuyên, tháp ngàn nước bạc thiên nhiên. Chạnh lòng tôi thấy lá vàng rơi nhẹ say mơ, trong rừng thu đẹp nên thơ, lưng trời đàn chim bơ vơ. Mùa thu năm nay tôi lại thấy lòng lâng lâng, khi nhìn bước nhẹ đôi chân trong rừng vắng lạnh bâng khuâng. Bầy nai ngơ ngác lá vàng rơi đầy miên man, trên bờ có dòng thênh thang nghe mùa thu đi ngỡ ngàng. Đóa hoa phù dung trắng xóa, ngàn cây hiu hắt tiếng nhạc, mảnh linh hồn tôi thu nay là linh hồn tôi thu nào. Nắng đây vẫn là nắng ấm, mùa thu thương nhớ mơ màng, gió thu về đây mơn man, hồ thu xanh biếc tràn lạc đồi thông vi vu, nghe chinh lá động muôn phương. Đã đạt những chiều mấy phương có mùa thu vàng dâng hương. Nhịp chân ai đây hay là gió thoảng xa xôi, gió nào rung động tim tôi hay là dư âm cũ rồi.
căn bản là sự phân biệt. Chúng ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ông ta chịu được sức khỏe để 10 năm sau toàn thể cả con và cả cháu làm lễ mừng ba 90 tuổi. Và thời gian sau đó chúng con cũng rất mong trước ba sẽ chúng tôi thì con cháu thêm đến 100 tuổi. Chúng ta nhìn qua nhỏ đi. Đây là cái thiệp chúc mừng của chị Trà.
Dạ, và đây là cái thiệp của cháu Nhiêu, là con của anh chị Trà Nhi và anh Kim. Thì cháu cũng có gửi cái lời chúc về cho ông ngoại. Thì cháu cũng có cái thiệp vui. Đây là ông ngoại thì đeo kính già, kính lão, còn cháu thì rất là trẻ trung. Và cháu cũng có cái lời chúc này. An Nhiên gửi lời thăm ông bà ngoại và kính chúc ông ngoại thật vui trong ngày lễ thượng thọ. Cây vàng đắm rồi, thường nhớ về trước.
lại không chơi. Là lại đang không chậu. Hôm nay mình mới nợ anh được từ con thằng Trúc ôn. Con thằng Trúc ôn sống 100 tuổi. Sống với mấy cháu. Mấy cậu mấy giường đây. Khoan khoan để cho cháu nó nói to. Cái này, cái này. Hiện tại hôm nay
lại đặt chậu, xin dâng lên giữa cầu sao mà xin hai vị ạ. Chị cắt cho từ góc nào để cho cây nó đứng từng kia. Cắt luôn hả? Cắt hai là hai điểm, điểm đứng mới không. Sao mình hiểu? Còn giữ cắt góc hết chị Tương, xẻ gió cắt luôn. Mừng có rung. Quy hữu dân lên cho cậu. Đi ra. Để dùng đường bánh để dùng bánh nước trà để con cháu mời mời cầu. Tiếp theo là mời trường đường bánh mời để dùng nước trà để mời cho con cháu. Yeah.
Chưa còn một lần nữa gặp cháu, xin chúc cầu mà bạch niên giai lạc. Con trai của mờ, con gái, rể, dốc của mờ, đại sự đã đứng rồi. Mà thấy các cháu mà mừng cái tuổi của cầu á, họ 80 tuổi mà các cháu trình bày. Mờ ngồi, nhưng mà trung tâm của mờ đem lại tình thương, gắn bó các cháu nhiều lắm. Mà khuyên bà con phía bên của ông mấy người cháu của bà con á, bà con như vừa nên chị em anh em gắn bỏ tình thương. Ngày đi con ba về mà ba mà cũng muốn con theo kỳ thương của bà, mà con ăn ở chị em bà con đừng để suy mẹ quý tâm quý công của chớ thì này đi đừng quê để thôi thôi vợ cái đấy phải chị lên rồi thôi mờ hết. Con xin chào con mà sống đâu qua bên đi đi qua đây đi đi qua đây đi
Không được đâu, đưa cái cây nó vào trong mà cũng để đâu.